Nhà trường phải luôn chú trọng xác định đối tượng, nội dung chương trình đào tạo mang tính đặc thù. Vì vậy, để đạt chuẩn đầu ra phải có sự đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, họ phải mẫu mực để học viên noi theo. Đó là yêu cầu của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khi dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến kiểm tra toàn diện tại trường sĩ quan công binh vào sáng nay. Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng. Trực tiếp kiểm tra quy trình huấn luyện của giảng viên, khả năng lĩnh hội, tiếp thu kiến thức và thao tác sử dụng vũ khí đối với học viên năm thứ nhất thuộc tiểu đoàn 4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã chỉ ra những điểm hạn chế mà nhà trường cần rút kinh nghiệm, đặt các câu hỏi liên quan đến kiến thức, tình huống bất ngờ. Dự giờ và kiểm tra các lớp học, Tổng tham mưu trưởng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tích lũy qua nhiều vị trí công tác, phân tích và cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến nội dung học tập và tiến trình xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với đời sống xã hội nói chung, với hoạt động quân sự nói riêng, yêu cầu cán bộ, giáo viên, học viên quan tâm hơn nữa đến việc dạy và học ngoại ngữ. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khoa học, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo phù hợp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học.